Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hương Ly đã mau chóng được đưa vào phía hậu trường để chăm sóc sức khỏe, khiến cô không thể nhận giải người đẹp thời trang. Tối nay, 7/12, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra. Tuy nhiên khi tới phần công bố các giải phụ của cuộc thi, thí sinh Hương Ly bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu. Ngay lập tức ban tổ chức đã đưa cô vào phía hậu trường để chăm sóc sức khỏe, khiến cô không thể nhận giải thưởng người đẹp thời trang. Hương Ly đứng phía sau Thúy Vân đã bị ngất xỉu ngay khi công bố các giải thưởng phụ. Hương Ly đã mau chóng được đưa vào phía hậu trường để chăm sóc sức khỏe, khiến cô không thể nhận giải người đẹp thời trang. Tối nay, 7/12, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra. Tuy nhiên khi tới phần công bố các giải phụ của cuộc thi, thí sinh Hương Ly bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu. Ngay lập tức ban tổ chức đã đưa cô vào phía hậu trường để chăm sóc sức khỏe, khiến cô không thể nhận giải thưởng người đẹp thời trang. Hương Ly đứng phía sau Thúy Vân đã bị ngất xỉu ngay khi công bố các giải thưởng phụ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.